Rồi, và bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái phần chi tiết của ngày hôm nay nhé. Hôm nay mình sẽ sử dụng là hai gam màu xanh và trắng, và hôm nay mình sẽ sử dụng là giấy xốp bi tít màu kim lấp lánh kim tuyến như thế này nha các bạn. Đó, mình sẽ sử dụng xốp bi tít kim tuyến ha. Đây rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Rồi hôm nay mình sẽ sử dụng hai cái loại màu này thôi nha. Rồi và bây giờ mình sẽ để cái màu trắng này qua một bên trước nha các bạn. Rồi mình sẽ lặt lại cái bề sau này để mà mình vẽ ha, cho nó dễ ha các bạn. Rồi hôm nay mình sẽ sử dụng một cái vật hình tròn như thế này, có bán kính sẽ là 5,7 cm nha các bạn. Ok, mình sẽ dùng cái kích thước này ha, và mình sẽ đề canh những cái hình tròn và mình sẽ cố gắng tận dụng như thế nào để cho cái hình tròn của mình đẹp nha các bạn, và nó sẽ được tiết kiệm được những cái phần này ha. Đó. Mình sẽ cố gắng đề canh làm sao cho nó thật là đều và nó sẽ đẹp nha các bạn. Các bạn cố gắng đề canh như thế nào cho nó thật là đều và đẹp cho mình nha. Và mình sẽ cố gắng đề canh cho thật là sát như thế này. Sẽ đặt cái hình tròn như thế này. Rồi mình sẽ vẽ theo. Mình sẽ có được cái những cái hình tròn như thế này ha. Mình sẽ đề can khoảng chừng là 6 đến 7 cái hình tròn màu xanh này ha. Mình sẽ đề canh khoảng 4, 6, mình sẽ đề canh khoảng 8 cái các bạn ạ. Rồi. Cái này là cái thứ 6 ha. Và mình sẽ đề canh thêm 2 cái bề mặt ở bên trên nữa. Rồi, 2 cái nữa nha các bạn. Và những cái phần này thì mình sẽ cố gắng đề canh làm sao cho nó thật là khéo ha. Rồi, mình đã có được 6 cái như thế này, và bây giờ mình sẽ cắt ra nha. Làm sao cho nó sát với những cái hình này nhất có thể nha các bạn, để mình có thể tái sử dụng lại được những cái khác ha. Sau đó là những cái hình ở đằng sau này. Bây giờ mình sẽ vẽ thêm, phác họa thêm cái màu trắng ha. Cái phần này mình sẽ để ra ha. Rồi mình sẽ phác họa màu trắng xong rồi sau đó mình sẽ cắt một lần một nha các bạn. Rồi phần màu trắng này thì mình sẽ vẽ tầm khoảng 5 hình nha. Và một đường viền trắng. Mình cũng sẽ sử dụng cái này đầy can nha các bạn. Mình chỉ sử dụng một mẫu một thôi nha. Sao mà cho nó sát vào đây cho mình là được. Năm hình tròn màu trắng này thôi nha. Ok. Và bây giờ mình sẽ cắt ra nha.
bây giờ mình sẽ để ra nha các bạn. Rồi sau đó bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành cắt những cái hình tròn ra cho nó thật là đều ha. Các bạn cố gắng cắt cho nó bo sát theo cho mình nha. Mình sẽ cắt từ từ thôi nha các bạn, để cho cái hình tròn của mình nó thật là đều và nó thật là đẹp nha. Rồi, cái hình tròn đầu tiên. Rồi tiếp tục nha các bạn. Các bạn cố gắng cắt ha. Và cái miếng xốp bi tết kim tuyến này của mình các bạn thì nó sẽ dày hơn xốp thường một chút xíu nha. Đó, nó sẽ dày hơn một ít như thế này. Và hôm nay mình sử dụng khoảng tầm 6 gam màu xanh như thế này và 5 gam màu trắng ha, để mà mình làm được một cái chui đèn thật là đẹp nhé các bạn. Mình sẽ cố gắng cắt cho nó thật là tròn và đều với nhau ha, để cho cái hình của mình khi mà mình làm ra thì kích thước nó sẽ đều nhất và nó đẹp nhất nha. Các bạn cố gắng bo theo cho mình nha. Sẽ tiếp tục cắt tiếp tục nha. Do cái phần xốp bi tết kim tuyến này của mình các bạn nó dày á, cho nên là khi mà các bạn cắt á, thì nó sẽ cực kỳ dễ luôn các bạn, nó sẽ rất là dễ cắt luôn á. Mình sẽ cắt hết một lượt một nha các bạn. Mình sẽ cắt hết những cái hình tròn này ra một lần một và mình sẽ tiến hành làm ha. Các bạn có thể sử dụng nhiều hơn mình cũng được ha. Ví dụ như mình làm mà mình trang trí mình cảm thấy nó hơi bé hay như thế nào đó thì mình sẽ cho thêm như các bạn, mình sẽ cắt và cho thêm sâu hơn. Rồi sau những cái hình màu xanh đó xong thì mình sẽ tới cắt cái hình màu trắng nha. Những cái mà hình kim tuyến như thế này nè các bạn, nó rất là đẹp luôn và nó rất là lấp la lấp lánh luôn các bạn ạ. Mình sẽ cố gắng bò theo ha.
và các bạn cắt làm sao cho cái hình này của mình nó thật là tròn đều và nó đẹp, nó sẽ đẹp nha các bạn. Các bạn cố gắng cắt, ví dụ như các bạn cắt thừa ra ngoài thì được ha, chứ các bạn đừng có để cho cắt mà bị phạm vào trong á thì nó sẽ bị mất cái kích thước của mình và cái hình của mình nó sẽ không có được tròn và nó sẽ không có được đẹp nha các bạn nha. Cái hình tròn cuối cùng các bạn cố gắng cắt bo ha. Và bây giờ mình sẽ có được những cái hình tròn thế này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục ha. Rồi, và bây giờ thì các bạn sẽ bắt đầu cho keo vào và các bạn sẽ làm cho mình như sau nha. Các bạn sẽ bắt đầu cho cái bàn này ở đâu như này. Và các bạn cho mình xin một ít keo vào đây ha. Sẽ cho thêm mình một lượng keo như thế này ngay cái đường này nha. Và sau đó các bạn sẽ bắt đầu gập ngược lại như thế này cho mình. Và các bạn sẽ cho keo chạy theo như thế này. Rồi các bạn làm tương tự như vậy cho đến hết nha. Mình sẽ làm tương tự như vậy cho khoảng tầm 5 cái màu xanh như thế này nha các bạn. Những cái phần keo này thì các bạn sẽ bỏ ra ha. Mình sẽ gặp như thế này để mà mình lấy được cái lần ở giữa. Rồi sau đó mình sẽ cho keo một cái đường keo mỏng vào. Rồi mình làm nhẹ nhàng thôi là được nha các bạn. Các bạn có thể sử dụng tay để mà các bạn cho nó khô và các bạn không buông ra ha. Mình sẽ làm như vậy cho đến 5 cái màu xanh và 5 cái màu trắng thôi nha. Và các bạn chỉ cần cho một cái đường mỏng thôi là được, các bạn không cần phải một cái đường khá là dày đâu, một cái đường mỏng là được. Mình sẽ dịn một hồi cho keo nó khô và mình mới buông ha. Không thôi các bạn buông liền thì nó sẽ không có dính ấy, nó sẽ không đẹp. Mình sẽ dịnh thế này một hồi ha, cho keo nó bám vào. Một đường keo mỏng thôi nha, không cần phải một đường keo quá dày đâu các bạn, mỏng là được để cho nó có dính lại hai cái phần này là ok ha. Rồi rồi sau đó các bạn sẽ tiếp tục tới cái phần màu trắng này, cũng tương tự như vậy nha. Một cái đường keo thật là mỏng. Nó mà bị bung keo á, là khi mà các bạn buông ra các bạn thì nó sẽ bị phồng lên ngay luôn, cho nên là mình sẽ phải giữ một tí xíu ha. Các bạn sẽ sử dụng tay các bạn làm cho nó khô nha, dịnh cho nó chắc như thế này.
mình sẽ kiểm tra nha các bạn, để cho nó chắc chắn là nó không có bị gì ấy ha. Rồi và hai cái màu trắng này mình cũng làm như vậy luôn nha. Nó chỉ cần một cái đường keo mỏng nhẹ và thẳng thôi là được. Mình làm y chang kiểu dấu cộng vậy đó các bạn ạ. Các bạn bóp và các bạn kiểm tra ngay cái phần trong đây nè. Đó, và để cho keo nó chắc chắn là nó sẽ bám chặt vào ha. Mình đã có được 5 cái như thế. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tiến hành gáp chúng lại luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu gáp chúng lại. Các bạn sẽ cho mình một cái đường keo trên đây như thế này. Và sau đó các bạn sẽ dán cái màu xanh này lên. Mà mình sẽ dán theo là sau đây là những cái này chồng lên những cái kia ha. Và mình cũng sẽ cố định như thế này nha các bạn, để cho nó khô. Và sau đó mình sẽ tiếp tục màu xanh, rồi sau đó màu trắng ha. Các bạn cứ cho những cái đường keo mỏng nhẹ thôi là được. Sẽ đè vào. Rồi, tiếp tục các bạn cứ làm như vậy cho đến hết nha. Mình sẽ làm từng tầng từng lớp như thế nha các bạn. Và cái kim tuyến của mình á, và cái keo của mình là loại keo trong á các bạn, cho nên là khi mà các bạn cho ra cái đường thẳng như vậy á thì nó sẽ khó thấy. Nhưng mà mình sẽ cố gắng làm cho nó đều như thế này nè. Đó, những cái lớp nó cách nhau và nó thật là đều như này ha. Các bạn cố gắng định như thế này nha. Và tiếp tục mình phải cố định cho nó một hồi keo thì mình mới tới những cái tầng tiếp theo nha các bạn. Còn thôi thì nó sẽ giữa chừng nó sẽ bị bung ra thì nó sẽ không đẹp ha. Và các bạn thấy không, nó sẽ trên một cái đường thẳng như thế này nha. Và sẽ là hai lớp cuối cùng. Mình sẽ đợi cho nó khô keo và sau đó mình sẽ bắt đầu cố định lại sau nha. Mình sẽ dịnh như này một tí xíu các bạn, cho nó thật là khô và mình mới bắt đầu ướm nó lại ha. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu cho keo vào nha. Mình sẽ cho keo lên phần trên đây luôn nha các bạn.
Rồi sau đó các bạn sẽ bắt đầu chạy cái phần này và bám lại. Mình sẽ có được một cái quả như thế này. Nhưng mà chưa xong nha, mình sẽ còn tiếp tục nha. Rồi sau khi mình đã bám như thế này rồi, và bây giờ mình sẽ tiếp tục nha các bạn. Mình sẽ bắt đầu cho keo vào hai cái phần ở đây, hai đường thẳng ở ngay đầu như thế này. Và sau đó mình sẽ dùng hai tay và mình giữ như thế này nha các bạn. Rồi mình sẽ làm như vậy cho đến hết nha. Và các bạn cho hai cái đường keo không cần, cũng không cần quá dày đâu, vừa thôi các bạn là đẹp. Rồi tiếp tục. Và các bạn giữ nha, các bạn nhớ giữ một tí xíu nha các bạn, không thôi nó sẽ không có bám vào và nó sẽ dễ bị bung ấy. Mình sẽ giữ ha, và mình sẽ làm như vậy cho đến full quả cầu nha. Không bám thì mình sẽ sử dụng tay làm như vậy nha. Nếu mà các bạn có kẹp á, các bạn bỏ kẹp vô, các bạn cho nó bám vào cũng được nha các bạn. Mình sẽ làm một lần để mà mình cho nó bám vào như thế này thì nó sẽ đỡ tốn thời gian và nó sẽ mau hơn nha. Và khi các bạn giữ như thế này tầm khoảng 7 đến 10 giây cho mình nha. Đó, cho mình để cho mình chắc chắn là nó đã bám chắc keo rồi các bạn. Còn hai phần nữa là rồi nha. Rồi mình sẽ có được một cái quả như thế này nè các bạn, cực kỳ xuất sắc luôn. Rồi mình đã có được một cái quả như thế này ha. Rồi sau đó mình sẽ quay trở lại với ba cái phần này. Thì đối với ba cái này thì các bạn sẽ gặp đo lại và các bạn cắt đo ra cho mình nha. Các bạn sẽ sử dụng kéo và các bạn cắt ra cho mình. Rồi, và bây giờ thì các bạn sẽ tiếp tục ha. Rồi, ở cái phần này thì mình sẽ cho cái phần keo vào bên trong thế này và mình sẽ đẩy thế này. Mình sẽ sử dụng kẹp để mà mình cố định cái phần này lại nha các bạn. Mình sẽ sử dụng kẹp và mình sẽ cố định lại như thế này để cho nó không có bị tuột ra ha.
Rồi sau khi mình đã kẹp như thế này rồi, rồi nó đã bám rồi thì mình sẽ bỏ ra nha. Những cái phần nào nó hơi nhiều keo thì nó sẽ bị chảy keo ra ngoài nha các bạn. Tiếp tục thì mình sẽ bắt đầu dán chúng lại với nhau ha. Thì mình sẽ bắt đầu ướm thử cái vị trí và sau đó mình sẽ dán vào. Mình cũng sẽ cho keo theo một đường thế này và mình sẽ dán cái phần này lên thế này, cũng dán chồng lên giống như là ở cái đầu tiên của mình nha các bạn, nhưng mà các bạn cố gắng chồng cho nó ngay ha, ngay hàng thẳng gói thì nó sẽ đẹp. Các bạn dán như vậy cho đến hết ha, cho 6 cánh này nha. Sẽ đợi một chút xíu nha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ tiếp tục cắn cái phần này cho mình. Rồi sau đó các bạn sẽ rồi bây giờ mình sẽ bung cái phần này ra và sẽ cho những cái phần này nó bám vào. Rồi mình sẽ sử dụng tay để mà mình cho những cái phần này nó bung đều ra nha. Mình sẽ sử dụng tay để làm cho nó phồng đều như thế này các bạn. Rồi sau đó mình sẽ cố định chúng vào đây ha. Mình sẽ cho keo vào đây và mình sẽ dán cái này lên đây. Rồi mình sẽ cố định rồi, bây giờ mình sẽ để qua ha. Và bây giờ mình sẽ làm tiếp tục nha các bạn. Quay trở lại với cái phần này thì mình sẽ cắt một cái đoạn dây vừa thôi ha, không cần phải quá dài cũng không có cần phải quá ngắn nha các bạn. Mình sẽ cắt một cái đoạn dây ngắn như vậy. Và một cái đoạn dây ở cái phần này. Rồi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu cho keo vào và để cố định cái phần này lại cho đã ha. Rồi vậy cái phần này thì mình cũng sẽ bắt đầu cho nó bám vào luôn nha.
sau đó mình sẽ bỏ vào đây và mình sẽ quấn chúng lại như thế này. Rồi, và để lên đây là vừa ha, hoặc là có thể nhỏ hơn một tí xíu nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ cho keo và mình sẽ dán lên đây. Mình sẽ dịnh thế này một tí nha các bạn. Rồi, sau đó mình sẽ sử dụng một số hạt chai này để mình trang trí thêm nha. Mình sẽ cho hạt chai vào giữa những cái này nè các bạn. Mình sẽ cho một cái hàng ngang ha. Các bạn sẽ chỉ cần để cái hạt chai của mình ngang như thế này là được nha. Những cái phần sợi chỉ keo thừa đó thì các bạn sẽ lấy ra cho mình. Cái phần khóa móc treo này của mình dùng để trang trí như thế này đã xong rồi nè các bạn. Các bạn cảm thấy xinh đẹp và cảm thấy ý tưởng của mình hay thì nhớ để lại cho mình được like và một được đăng ký kênh nha. Hẹn gặp tất cả các bạn ở video sau. Bye bye.